Chào các bạn nha. Sáng lấy chào các bạn. Sạc cá rồi. Sạc cá đù các bạn ơi. Đang cắt trái. Để mình ve gần gần các bạn xem nha. Đang cắt hai trái các bạn. Kéo cạo 3 giờ các bạn, giờ 6 giờ, 3 tiếng. Đang cạo lên các bạn. Cái đầu cũng rồi. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình vừa làm vừa quay nên video không được hay, các bạn thông cảm mình nha. Cái đùn của các bạn không có cái gì lạ thôi. Thứ không? Ừ, cậu sao mà nó thải quá trơn. Sắp hết đá luôn các bạn ơi. Sao cũng được. Này có đồ đêm à. Cái đồ đặt đi luôn các bạn. Sống của mình không cặp kia hôm qua được các bạn. Quay xa bạn xem thông cảm nha. Đó, tay cái đù luôn. Ăn cơm chưa ông Tám? À, giờ cậu trái thứ hai mấy bạn. Cá đặc kỳ luôn. Cá bao đẹp không Tám? Để mình lại mũi quay bạn xem đi. Có
Rồi lên luôn. Hay quá anh Trung ơi. Dễ nghiên cứu cá ngoài đâm vô phải kêu. Tới sáng lại trời chuyển mưa luôn nè. Cào cà khơi đang kéo mấy bạn. Đỡ khổ rồi ông Tám ơi. Sao cũng được. À rồi nè, đổ đổ cá ra luôn. Rồi xong rồi bạn. Rồi để mình chạy lại gần quay bạn xem nha. Chạy quay gần cho bạn xem cá đồ nha các bạn. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây. Hai trái này chắc tấn ngoài hay bạn thân tấn nha. Cua luôn. Đừng cua này. Cua khổng lồ. Được một tấn không anh Trung? Thương bóng hả? Chào mọi người đây. Đồ đục kia đẹp đâu, cầm vợ anh coi. Quá dữ. Hay quá anh Trung ơi, kéo đục về sau luôn. Đu khô không các bạn ơi, đu khô gạch ghi luôn. Rồi quay chim mà, chim bay. Sáng trời chuyển mưa, sáng không trời không buồn. Chuyển mưa luôn. Cơm khét luôn. Đang nấu cua mấy bạn. Cơm khét. Sao cũng được á. Muốn sao muốn à. Thì nước chảy keo nè, không nổi nè. Thì cái biết đâu này sạc thì chạy lên luôn không có nữa.
chơi chơi. Anh chào bạn ăn và mình thay cao nữa các bạn. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha.